Ok, mình quay lại chỗ biến áp nha các bạn. Toyoyumi 500VA. Hôm qua có một khách hỏi định chốt hết nhưng mà cuối cùng mình báo giá không đạt nha. Thì có khách khác lấy hết rồi nha. Toyoyumi hiện tại còn cái này 2KVA nè. Còn đúng một cái nha. Đó, cách ly vào 220 ra ra 100 100 110 115 ba cổng. Còn 500 VA. Second các bạn, second. Ra 110. Có cái lớp E nữa các bạn, cái lớp E là cái lớp để cách điện đó nha. VA. Một anh khách dặn 1 ký, à 1 ký còn. Bây giờ mình sẽ cân thử nha. Cân thử để lấy giá báo cho anh khách nha. Ký còn nè. NL. Cái này nó đang xài ra 100 các bạn. À, lấy nó lấy 0 với 100 nè. À, còn vào là 220 nè. Vào là 200 nha, bên Nhật cái xài 200 các bạn. Mình về mình đổi sang cổng bên đây nha. 220. 1 ký. Nghe nói Toyozumi này khá là ngon cho nên là cũng nhiều khách săn lùng mua. Anh báo là giá cao hơn những cái khác à. Để đáp mình cân nha. Đáp mình cân rồi mình báo khách. Nhưng cơ bản là còn 1 ký, 2 ký và 500 VA. Còn lại hôm qua 3 ký có mấy cái lấy hết rồi nha, để lấy. Và ở đây có hai cái này, không biết cái gì. Cách ly các bạn. Cái dấu hiệu cách ly nha, 200. À, để quay ngược lại. Này cũng cách ly. À, cách ly ký hiệu cách ly. À, vào P P là Premier nhé. Second. Cuộn sơ cấp 200. Cuộn thứ cấp 100. Cái này chỉ có đúng một cổng ra nha. Chứ không có 110 hay 115, chỉ có đúng 100. Right. Right. Bắc Kinh, Singapore. Không biết bên trong nó có thêm cái tủ gì không mà nó là để chống sốc các bạn. Thông thường á, những cái này thì nó không có điện nha. Trừ khi nào mà nó có những cái tủ nó lưu trữ á, thì mới chống sốc nha. Nó có một cái nhãn hiệu như vậy. Chống sốc điện. Còn bên đây 3 kVA nha, 100 V soda. Chắc cũng cách ly. Còn cái này để coi cái gì. Con tay sắt. Sắt là nghĩa gì các bạn? V in này các bạn, V in là V out nha. V in là một pha 190 tới 220. Còn V out là một pha 220. Power là 500 W. Thần số 50 Hz, 60 Hz auto. Ủa rồi. Rồi cuối cùng là nó chức năng gì ta? V in một pha. À, tức là một pha vào nó là ổn áp các bạn. Cái này vào mình thấy nè, 190 tới 230 nhưng mà ra nó đúng là 220 nha. Giống như nó ổn ổn áp dòng điện. Có cầu dao. Input nè, output. Vào input output. Cầu dao. Có biến áp. Cái bộ ổn áp ha. Vol sắt menu Advanced quay. Còn cái này vào 415 ra 200.
Cái này 1500 VA vào là có 220, ra 100, đúng là một cổng một. Còn tự ngẫu